Tôi không hiểu tại sao các đội trưởng lại có thể trắng tay trở về đồn chứ. Không có đơn vị nào báo cáo được à? Cô đang làm gì vậy? Tôi sợ mình sẽ để thủ phạm trốn thoát. Nếu để băng đảng của chúng phát hiện ra thì tôi thà chết còn hơn. Đón xem bộ đôi nữ cảnh sát trên kênh Animax.